Ok nha, hello tất cả các bác nhé. Hôm nay anh em mình sẽ test cái dòng loa của TTR này các bác nhé. Con này là loa của Đài Loan, loa nằm. Đấy, và đôi loa này thì nó có trị giá là trong cái thời gian khuyến mãi để bán 2 triệu rưỡi hết rồi. Đôi loa này là 2 triệu 8 một cặp các bác nhé. Bác nào có cái nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng bên em. 4 tép 1 bát 25 cực kỳ khủng luôn các bác nhé. Đấy, quá là ghê luôn. Thì em ai sẽ là như thế nào sẽ test cho tất cả các bác. Em khẳng định với các bác nhá, loa BOB tầm 450C thì gặp loại này là khóc nhá. Khóc váng nhá. Ok cho mọi người. Em cho âm thanh to lên một tí nữa em. Cho âm thanh to lên một tí nữa. À, đây là cái con cổng quang em hai mới. Đấy ok ok. Cái con cổng quang này em hai mới lấy về nhá. Cổng quang này rất là hay luôn, ra tiếng rất vip các bác ạ. Các bác có thể nghe tiếng thử này. À. Nhá, em hãy bật TV này. Are you ready? Trời, đánh kinh khủng luôn. I'll try to test one, two, check. Kinh khủng luôn các bác nhá. Dã man luôn. Tiếng con cổng quang này ra cực kỳ sạch sẽ và cực kỳ hay luôn. Đặc biệt là con loa này nó lại hay nữa. Em đánh thì có với con vang 1 triệu rưỡi đấy. Con vang này nó vang 1 triệu rưỡi rồi các bác nhá. Đấy. Đánh cho con cổng quang này các bác xem này, cổng quang này nó cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Tiếng ra rất là tuyệt vời và con đẩy đen nét này, đôi loa này các bác xem này. Rất là chất luôn các bác nhá. Rất là chất luôn. Ok chưa? Đôi loa này là 2 triệu 8 nha các bác nhé. Bác nào có nhu cầu lấy về hát karaoke chơi được, bác liên hệ trực tiếp đến cửa hàng bên em nhé. Loa Đài Loan 4 tép 1 bát 25. Quá đẳng cấp luôn. Ok chưa? Xin kính chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nha.